xin chào quý chị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Hồ Sắp Xe Máy nha mọi người. Thì hôm nay trong clip này mình với Thủy sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn giá của cuối tháng 5 á, những cái dòng ví dụ như Vario này, 125 này, 150 này, rồi Janus này, rồi Siso nữa cho anh chị và các bạn nha, Vision luôn. Thì một video tổng hợp cho anh chị và các bạn nha. Thì chắc là báo nhanh cho mọi người á, các bạn chịu khó các bạn xem kỹ clip nha. Rồi mời Thủy giới thiệu. Chào mọi người nha, thì hôm nay mình sẽ báo nhanh cho mọi người các cái dòng xe Vario, Janus, Uemsa và Futro nhá. Thì đầu tiên là với dòng xe Vario ở bên mình là bây giờ là cửa hàng là nhập rất nhiều cái màu xe zin rồi, nhưng mà không có chừng ở đây, tại vì là những cái màu xe zin thì mọi người có thể xem ở trên mạng ý cho nó thuận tiện. Còn ở đây là cửa hàng mình là trưng những cái màu độ để cho mọi người tham khảo nhá. Thì đối với những dòng xe Vario 125 ở bên mình thì bây giờ là chỉ có giá là từ 40 triệu thôi. Còn với những dòng xe Vario 125 thì bên mình là hỗ trợ không trả trước. Còn về dòng xe Vario 150 thì giá ở cửa hàng bây giờ là chỉ có giá là từ 51 triệu thôi. Còn đối với những cái màu độ thì mình chỉ cần cộng thêm từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy từng màu. Rồi, 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Rồi, đó, màu Vario thì rất là nhiều luôn mọi người. Còn về dòng xe Janus ở cửa hàng mình thì đối với phiên bản chìa khóa thì ở bên mình chỉ có giá là từ 27 triệu. Còn phiên bản chìa khóa Smart Key là có giá là từ 30 triệu. 30 triệu. Rồi, Vision đi không? Với dòng xe Vision thì Vision ở bên mình thì về phiên bản 2019 thì có giá là từ 42 triệu 500 là phiên bản chìa khóa thường. 32 triệu đúng không? Vision. Vision phiên bản 2020 thì có giá là từ 34 triệu 500. Còn đối với dòng xe này thì mình không cần phải trả trước. Còn với dòng xe Vision 2021 thì bên mình là có giá là từ 35 triệu 500. Còn riêng cái phiên bản cá tính thì bên mình có giá là 38 triệu. Thì ở cửa hàng khác có rất nhiều là cửa hàng phiên bản cá tính là đã hết hàng rồi. Còn bên mình là vẫn còn cái phiên bản cá tính rất là hiếm, nhưng mà bên mình vẫn còn hàng mọi người nhé. Nếu mọi người quan tâm thì đến với cửa hàng xe máy An Thành Phát để mình hỗ trợ tư vấn cho mọi người. Đó, Vision còn rất là nhiều. Rồi, bây giờ sẵn đây thì con xe kia này ra nhiều. Con xe kia này thì là màu độ anh nhá. Rồi, xe kia này. Dạ vâng ạ. Đối với dòng xe này thì tính ra là 58 triệu đúng không? Dạ vâng ạ. Mình màu độ này thì mình chỉ còn cộng thêm từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi ạ. Rồi, còn Rider này là 495. Dạ. Còn cũ này thêm độ 1 triệu rưỡi là 50 triệu. Rồi, Wi-Fi không? Wi-Fi ở bên em thì là có giá là từ 18 triệu ạ. Đối với triệu. Bánh căm, còn với bánh đùm thì bánh mâm thì là có giá là 20 triệu ạ. 20 triệu. Dạ. Còn Surus em? Dạ, đối với dòng xe Surus thì bên em là bánh căm đĩa là 18 triệu, còn bánh căm đùm là còn bánh bánh đùm là 20 triệu ạ. 20 triệu. Dạ vâng ạ. Còn Futro thì bên em có giá là từ 33 triệu. Futro 33. Dạ vâng ạ. Còn Jupiter. Jupiter bên em thì có giá là từ 28 triệu 500 thôi ạ. 28 triệu 500. Đối với những dòng xe này thì mình chỉ cần trả trước từ 2 triệu thôi nhá. Rồi ok. Đó thì mình vừa lướt cho anh chị và các bạn một số dòng xe tại đây. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua những dòng nào thì mình kết bạn Zalo của anh Thủy. Số điện thoại mình để trực tiếp trên màn hình cho mọi người. Trước khi đến cửa hàng thì mình mọi người hỗ trợ lên cho mình thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người tiền xăng xe mọi người nhá. Ok. Đó thì Thủy vừa báo giá cho anh chị và các bạn ha. Mọi người xem nhớ like, chia sẻ mạnh để ủng hộ. Ok, xin chào mọi người nhá.